Load ship giao bất kỳ thứ gì chỉ trong 1 giờ. Load ship từ giao đồ ăn, đi chợ giúp bạn và nhiều dịch vụ khác, tất cả đều free ship. Load ship hiện đang có mặt tại Hải Phòng và Hạ Long, bên cạnh thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ và Biên Hòa. Ủng hộ Load ship như ủng hộ người Việt Nam. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battleground khám phá thế giới. Trước khi được người Mỹ biến thành bãi thử bom nguyên tử bằng hai quả bom được ném xuống Hiroshima và Nagasaki, về bản chất, Nhật Bản đã hoàn toàn thất bại trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Nhưng họ quyết không đầu hàng vì tại khu vực Mãn Châu rộng lớn vẫn còn sự hiện diện của đạo quân Quan Đông hùng mạnh. Những nhà lãnh đạo của phe đồng minh cũng nhận ra rằng chỉ khi nào những binh lính của đạo quân này trở về với cát bụi thì lúc đó Nhật mới chấp nhận đầu hàng. Sự tồn tại của đạo quân Quan Đông chẳng khác nào một quả bom nổ chậm cho mặt trận châu Á Thái Bình Dương. Sau khi có tam đại cường quốc là Anh, Mỹ và Liên Xô phân chia ảnh hưởng tại hội nghị Yalta, Liên Xô được giao nhiệm vụ bình định mặt trận Mãn Châu, mà cốt lõi là phải hủy diệt được đạo quân Quan Đông, ép quân Nhật đầu hàng vô điều kiện. Nhận được nhiệm vụ, Liên Xô dưới sự chủ huy của nguyên soái Vasilevsky cùng với quân Mông Cổ đã biến đội quân hùng mạnh của nước Nhật thành những gã hề trên chiến trường Mãn Châu bằng một cuộc chiến linh hoạt ở mọi cấp độ, nhanh chóng xuyên thủng các khu vực phòng thủ ngoại vi, thọc sâu vào tận trung tâm, chia cắt, làm tê liệt và bức hàng đạo quân Quan Đông, kiểm soát Mãn Châu, Bắc Triều Tiên và miền Nam Sakhalin chỉ trong vòng 2 tuần. Vậy, các bạn có thắc mắc rằng hành trình làm chủ Mãn Châu của Liên quân Mông Cổ và Liên Xô đã diễn ra như thế nào không? Hãy cùng Battleground tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Mãn Châu, cái nôi của công nghiệp nặng. Mãn Châu nằm ở đông bắc Trung Quốc, phía tây bắc giáp Mông Cổ, hai mặt bắc và đông giáp với vùng biển Viễn Đông của Liên Xô, phía đông nam giáp Triều Tiên, phía nam, tây nam giáp biển Hoàng Hải, Bột Hải, Hà Bắc và nội mông của Trung Quốc. Đồng bằng Mãn Châu có đất đai phì nhiêu, nông nghiệp phát triển và là nơi sinh sống lâu đời của bộ tộc Lữ Chân, vốn là một bộ tộc đã chiếm Trung Quốc, lập nên triều đại Mãn Thanh ở thế kỷ thứ 17. Địa hình Mãn Châu là một bồn địa tương đối bằng phẳng, bao quanh bởi dãy núi Đại Hưng An ở phía tây, Y Lạc Hô Lý Sơn ở phía bắc và Tiểu Hưng An ở phía đông bắc. Trong đó, dãy Đại Hưng An đặc biệt hiểm trở với điểm cao nhất đến 1.900m. Biên giới đông bắc, phía đông chạy dọc theo hướng Hắc Long Giang và sông Ô Tô Lý. Con sông lớn Tùng Hoa bắt nguồn từ dãy Đại Hưng An, chảy cắt ngang bồn địa, hợp lưu với sông Hắc Long Giang và Ô Tô Lý, tạo thành một khu vực lầy lội, rộng lớn ở đông bắc Mãn Châu. Mặc dù hình thế tự nhiên là một cánh cung dài gần 4.500 km, dương lên hướng bắc, đông bắc, khiến Mãn Châu có thể bị thọc sườn. Nhưng bù lại, Mãn Châu lại có lợi thế phòng thủ tự nhiên do được bao bọc bởi các con sông lớn và các dãy núi cao. Mặc dù có địa hình bao bọc xung quanh, nhưng những con đường dẫn vào Mãn Châu được xem là tương đối bằng phẳng, thuận tiện cho các hoạt động của các xe chuyên chở cỡ lớn. Bản thân Mãn Châu cũng là một chiến trường rộng mênh mông tới 1,5 triệu km2, nên nơi đây vô cùng thích hợp cho việc các vùng công nghiệp nặng. Cộng thêm việc có vị trí khống chế với cả Bắc Trung Quốc, Mông Cổ lẫn vùng Viễn Đông của Nga, nên Mãn Châu đã trở thành nơi tranh chấp của các cường quốc trong vùng. Chính vì lẽ đó mà những tranh chấp tại khu vực này xảy ra liên miên. Điều này đòi hỏi phải hình thành một vùng công nghiệp để phục vụ công tác hậu cần tại chỗ. Từ đó, các cường quốc liên tiếp đổ vốn vào Mãn Châu, xây dựng các cơ sở sản xuất công nghiệp và biến ở đây thành thủ phủ công nghiệp nặng ngay từ khi thế kỷ 20 vừa mới bắt đầu. Tại đây có các thành phố lớn, đồng thời là các trung tâm công nghiệp và đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ quan trọng như Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương, Trường Xuân, Cát Lâm, Mẫu Đơn Giang cùng Đại Liên. Đối với Nhật Bản, ngay từ trước chiến tranh, Mãn Châu, Triều Tiên đã là khu công nghiệp chiến tranh rất quan trọng với nhiều nhà máy chế tạo vũ khí và trang thiết bị quân sự. Từ giữa chiến tranh, khu vực này càng quan trọng hơn khi nhiều nhà máy của Nhật Bản phải rời sang đây để tránh máy bay Hoa Kỳ ném bom. Đến năm 1945, khi mà các đảo lớn của Nhật Bản đã trở thành chiến trường, thì Mãn Châu đóng vai trò là hậu phương lớn của chính quốc. Nhìn chung, Mãn Châu là một hậu cứ quan trọng của Nhật Bản. Nó quan trọng tới mức Nhật Hoàng phải cử cả đạo quân Quan Đông tới trấn thủ ở đây. Không ngoa khi nói thêm rằng, chiếm được Mãn Châu chính là bẻ răng được người Nhật khi có thể khống chế được toàn bộ hậu phương. Chính vì lẽ đó, chiếm được Mãn Châu là điều cốt yếu phải làm nếu muốn Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Đạo quân Quan Đông và tình thế của người Nhật. Từ cuối những năm 1944, Nhật Bản
mất rất nhiều căn cứ quân sự ngoài khơi, đặc biệt là thảm bại tại quần đảo Mariana và Philippines, khiến cho tấm lá chắn từ xa của Nhật Hoàng biến mất. Những thành phố diễm lệ của người Nhật cứ như vậy mà biến thành sân tập ném bom cho quân đội Mỹ. Việc bị Mỹ ném bom quá nhiều đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sự phát triển của đất nước mặt trời mọc. Tình thế ngày càng trở nên khó khăn hơn khi nước Đức đã đầu hàng quân đồng minh. Cả phe trục giờ đây chỉ còn mỗi nước Nhật chiến đấu trong vô vọng, mặc dù họ hiểu rằng thất bại sẽ là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng một bản hiệp ước mà người Nhật có thể đứng ra thương thảo sẽ là tốt hơn rất nhiều việc phải đầu hàng vô điều kiện, nơi mà tinh thần tự tôn dân tộc, võ sĩ đạo sẽ bị chà đạp. Chưa kể tới việc những khoản bồi thường chiến phí khổng lồ sẽ khiến nước Nhật vạn kiếp bất phục. Chỗ dựa về mặt quân sự cho mục tiêu này là lực lượng khoảng 4,1 triệu lính lục quân và 1,26 triệu lính hải quân, trong đó có 2,3 triệu quân ở hải ngoại đang chiếm giữ Trung Quốc, các nước Đông Nam Á và một vài đảo trên Thái Bình Dương. Tất cả đều sẵn sàng chiến đấu với tinh thần cảm tử. Chỗ dựa ngoại giao lúc này là hy vọng thông qua Liên Xô, nước duy nhất trong khối đồng minh có hiệp ước trung lập với Nhật Bản, làm trung gian đàm phán để tìm kiếm một giải pháp có thể chấp nhận được. Cho tới tận hội nghị Potsdam bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 năm 1945, Nhật Bản vẫn nỗ lực thuyết phục Liên Xô đứng ra làm trung gian đàm phán và hứa hẹn đáp ứng mọi yêu sách của Liên Xô ở Viễn Đông. Cho tận tới khi tuyên bố của hội nghị được công bố mà không có chữ ký của Liên Xô, Nhật Bản vẫn bấu víu lấy Liên Xô giống như là niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng tiếc rằng, chính những người mà Nhật Bản mong chờ sẽ cứu rỗi họ lại lãnh trách nhiệm, ôm súng và tiến vào Mãn Châu. Tại Mãn Châu, từ những năm 1932, Nhật Bản đã xác định nơi đây sẽ là hậu cứ quan trọng cho những cuộc chiến tranh mà họ sẽ tham gia. Đạo quân Quan Đông được lệnh bảo vệ toàn bộ lãnh thổ Mãn Châu từ những năm đó. Trong suốt thời gian tồn tại, quân Quan Đông luôn được coi là niềm tự hào của Nhật Bản và luôn là mối lo sát sườn của Liên Xô tại Viễn Đông. Đến giữa năm 1945, biên chế chính thức của đạo quân Quan Đông gồm 3 phương diện quân, 2 quân đoàn độc lập, quân đoàn không quân và binh lực tương đương một tập đoàn quân do đại tướng Yamada Otojo làm tư lệnh. Tổng lực lượng khoảng 900.000 quân, bao gồm cả quân Mãn Châu Quốc. Chưa kể tới đó là hàng chục sư đoàn đóng trong nội địa của Trung Quốc sẵn sàng tiến ra chi viện bất cứ khi nào. Nhưng do Nhật Bản đang bước vào thời điểm suy tàn nên lượng khí giới cho quân Quan Đông là khá ít ỏi. Vì chiến sự tại khu vực này nhiều năm liền đều nằm dưới sự kiểm soát của quân Nhật, nên những đội tinh binh nhất của quân Quan Đông từ lâu đã được điều ra chiến tuyến, nên cái Quan Đông trấn thủ Mãn Châu thực chất chỉ còn là cái danh mà thôi. Mãi cho tới khi nước Đức đầu hàng, Thiên Hoàng mới cuống cuồng điều quân về trấn thủ Mãn Châu. Nên trên thực tế, đạo quân Quan Đông tinh nhuệ năm nào chỉ là những tinh binh mới nhập ngũ. Nhìn chung, tình hình quân Nhật lúc này khá éo le, tiến thoái lưỡng nan, đánh cũng không được mà hàng cũng không xong. Niềm tự hào của họ, đạo quân Quan Đông cũng chỉ là hữu danh vô thực. Tình thế quân Nhật tại Mãn Châu đang nguy ngập hơn bao giờ hết. Công phá Mãn Châu, con đường độc đạo dành cho Liên Xô. Về phía Liên Xô, sau khi tham gia hội nghị Yalta, họ được phe đồng minh thông qua hàng loạt yêu sách ở mặt trận Viễn Đông như là giữ nguyên hiện trạng nước Cộng hòa Nhân dân Mông Cổ, khôi phục những quyền lợi của Liên Xô đã bị vi phạm từ năm 1904, chủ quyền quần đảo Kurin được chuyển sang cho Liên Xô. Ngay sau hội nghị, nguyên soái Vasilevsky và Bộ Tổng tham mưu đã bắt tay chuẩn bị cho một kế hoạch tác chiến tại Mãn Châu. Để chuẩn bị cho chiến dịch Mãn Châu, Liên Xô đã từ chối đề nghị về việc gia hạn hòa ước trung lập. Tại hội nghị Potsdam, phía Liên Xô đã thông báo kế hoạch quân sự tại Viễn Đông, xác nhận Liên Xô sẵn sàng thực hiện cam kết Yalta. Chiến dịch nhanh chóng được triển khai với mục tiêu duy nhất là chiếm lấy Mãn Châu, từ đó Liên Xô có thể làm chủ toàn bộ miền Viễn Đông. Ngày 30 tháng 7 năm 1945, Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Liên Xô tại Viễn Đông được thành lập do nguyên soái Vasilevsky làm tổng tư lệnh. Ngoài lực lượng của quân khu Viễn Đông và quân khu Siberia được bổ sung người, đổi mới các trang bị hiện đại nhất, thì Bộ Tổng tham mưu Quân đội Liên Xô còn chuyển 3 tập đoàn quân hợp thành, 1 tập đoàn quân xe tăng, 1 quân đoàn cơ giới hóa từ châu Âu sang Viễn Đông. Hơn 1,5 triệu quân Liên Xô, 27.086 khẩu pháo và súng cối, 1.171 dàn pháo phản lực, 5.556 xe tăng và pháo tự hành, 5.171 máy bay được vận chuyển tới trận địa. Quy mô của trận chiến này lớn tới nỗi phải huy động tới 1.692 chuyến tàu hỏa với gần 136.000 toa xe trên tuyến đường sắt xuyên Siberia dài hơn 5.000 km,
từ tháng 5 tới tháng 8 năm 1945. Để giảm tải cho tuyến đường sắt, quân nhân trang bị được đổ xuống Chita rồi hành quân theo đường bộ đến 600 km tới địa điểm tập kết. Để giữ bí mật, việc chuyển quân được ngụy trang tối đa, tập kết tương đối xa biên giới. Các sĩ quan cao cấp đều sử dụng tên giả, đeo quân hàm cấp thấp. Mặc dù việc chuyển quân khó có thể giữ bí mật hoàn toàn, nhưng mục tiêu là không để phía Nhật Bản dự đoán được quy mô thật. Và họ thực sự đã đánh lừa được cả Nhật. Những đơn vị chiến đấu của Liên Xô có khả năng chiến đấu cơ hữu rất cao. Quy mô của chiến dịch được che giấu hoàn toàn. Trận đại chiến tại Mãn Châu hứa hẹn sẽ vô cùng cam go. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về nguyên nhân của cuộc chiến tại Mãn Châu và sự chuẩn bị của đôi bên. Thế nhưng, với một trận chiến quy mô lớn như vậy, một đấu pháp hợp lý là điều chắc chắn phải được tính đến. Rốt cuộc, đấu pháp của quân đội Liên Xô là gì? Chiến dịch Mãn Châu bắt đầu ra sao? Hãy cùng chờ đón video tiếp theo để cùng Battle Cry tìm câu trả lời nhé! Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá thế giới. Trong video kể trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về tương quan lực lượng cũng như tình cảnh của cả Liên Xô và Nhật Bản trước khi chiến dịch Mãn Châu được diễn ra. Tầm vóc và quy mô của chiến dịch sẽ quyết định toàn bộ mặt trận Viễn Đông. Quân Đông thôi là chưa đủ, một đấu pháp hợp lý chính là những gì mà Liên Xô cần phải triển khai. Vậy rốt cuộc thế trận được Liên Xô dựng lên tại Mãn Châu hung hiểm ra sao? Chiến dịch đã bắt đầu như thế nào? Hãy cùng Battle Cry tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Giải mã bố phòng quân Nhật. Như đã nói trong video kỳ trước, trấn thủ Mãn Châu chính là đạo quân Quan Đông, nhưng chỉ là hữu danh vô thực vì những lực lượng tinh nhuệ nhất đã được chuyển ra tiền tuyến từ lâu. Chính vì lẽ đó, Bộ Tổng Tham mưu quân Nhật cũng không dám làm liều mà chỉ tổ chức hình thành các cụm phòng thủ dọc theo biên giới Liên Xô Mông Cổ thay vì trên khắp địa phận Mãn Châu. Sau này, do quân số bị suy giảm nghiêm trọng nên tuyến phòng thủ này chỉ được thu gọn lại một số khu vực nhất định. Tuyến phòng thủ dọc theo biên giới Mông Cổ và Liên Xô bị thủng nhiều chỗ, có thể dễ dàng bị công phá. Tưởng như những thay đổi này sẽ giúp quân Nhật tiếp tục duy trì tới trận áp đảo tại Mãn Châu. Nhưng tới giữa năm 1945, sức chiến đấu của họ tiếp tục bị suy giảm, khiến cho tuyến phòng thủ đã rách từ trước đó trở nên nát như tường. Người Nhật phải tiếp tục thay đổi sách lược phòng ngự Mãn Châu. 1/3 quân số được lệnh trấn thủ các cứ điểm trước đó, trong khi 2/3 quân số còn lại được lệnh lùi sâu vào trong nội địa của Mãn Châu nhằm bảo toàn lực lượng nếu bị tấn công. Các vị trí này sẽ bố trí ở các hướng quan trọng, lùi dần về khu vực hậu cứ, có tâm là Thông Hóa, nơi có thể dựa vào lợi thế tự nhiên của tuyến Đồ Môn, Áp Lục và dãy núi Trường Bạch để phòng ngự hiệu quả. Bộ Tư lệnh Nhật Bản đã chủ tính tất cả các khả năng có thể xảy ra, nhưng họ tính gần, tính xa, lại không thể tính được việc quân Liên Xô tấn công quá sớm, khiến cho các sư đoàn đi xây dựng phòng tuyến còn chưa kịp chuyển quân. Và đó chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến người Nhật mau chóng thất thủ tại Mãn Châu. Về phía quân đội Liên Xô, họ không còn con đường nào để đi. Nếu như họ không nhảy vào Mãn Châu, thì Anh, Mỹ hoặc một nước nào đó trong khối đồng minh chắc chắn sẽ chiếm lấy thiên cơ. Với mặt trận Viễn Đông và ảnh hưởng của xã hội chủ nghĩa lên khu vực này, thì đó chính là một thảm họa. Vấn đề đặt ra là Liên Xô phải làm như thế nào để vừa càn quét được quân Nhật trên diện rộng, vừa có thể thọc sâu vào nội địa Mãn Châu gần 800 km. Đó chính là câu hỏi khiến cho Bộ Tổng Tham mưu Hồng quân cũng như Nguyên soái Vasilevsky vô cùng đau đầu. Những cuộc họp bàn giữa Mông Cổ và Liên Xô liên tiếp được diễn ra, thế nhưng đều không thu được kết quả mong muốn. Đánh nhau với người Nhật, ai cũng mong tốc chiến tốc thắng, nhưng không sao vẽ ra được một kế hoạch toàn vẹn. Cuối cùng, những chỉ huy của Liên quân đã tìm ra được một giải pháp. Họ chủ trương lấy đơn giản khắc chế phức tạp, sử dụng thế trận gọng kìm ép quân Nhật hai mặt giáp công để cùng tấn công. Theo kế hoạch đề ra, phương diện quân Zabaikan làm nhiệm vụ vai trò gọng kìm chủ công từ Tây Mãn Châu về phía Đông, trong khi phương diện quân Viễn Đông thành một gọng kìm từ Đông Mãn Châu siết chặt theo hướng ngược lại. Hai cánh quân sẽ hợp điểm tại Trường Xuân và Cát Lâm ở trung bộ Mãn Châu. Khi hai phương diện quân này tấn công, thì những mũi tiến công khác sẽ tấn công Cáp Nhĩ Tân và Tề Tề Cáp Nhĩ. Khi đó, quân Nhật tất sẽ phải đại bại. Điều này cho phép quân Liên Xô mặc sức càn quét bán đảo Liêu Đông và Bắc Triều Tiên. Đồng thời, các chiến dịch tấn công Nam Sakhalin và quân đảo Kurin cũng bắt đầu. Quyết định sử dụng phương diện quân Zabaikan được xem là vô cùng táo bạo. Khi phương diện quân này
thời điểm đó không đóng tại khu vực thuận lợi cho cuộc tấn công. Để tạo được yếu tố bất ngờ cho quân Nhật, phương diện quân Zabaykan được lệnh bằng mọi cách phải tiến quân về phía Tây, vượt qua địa hình đồi núi vô cùng hiểm trở để có thể đánh vỡ mặt quân Nhật. Song song với việc chỉ đạo phương diện quân Zabaykan, quân Liên Xô còn huy động một lực lượng lớn các tập đoàn quân thực hiện các chiến dịch đánh tiêu hao và làm chủ rất nhiều tuyến đường tiếp vận của quân Nhật như tuyến Lỗ Bắc, Đột Tuyền, Sách Luân và Xích Phong, Thẩm Dương, Trường Xuân. Từ đó, chia phương diện quân Tây Mãn Châu của Nhật làm hai, không cho phép hỗ trợ nhau. Đó chính là lời giải cho hệ thống phòng thủ của quân Nhật tại Mãn Châu. Vậy còn quân Nhật trong nội địa Trung Quốc có thể tràn ra chi viện bất cứ khi nào, thì Vasilevsky định xử lý ra sao? Lời giải của bài toán này nằm ở Mông Cổ. Cụm kỵ binh cơ giới hóa Liên Xô hành quân vào nội Mông, thành công chiếm được Đa Luân, Náo Nhĩ và Trương Gia Khẩu, từ đó bịt chặt toàn bộ chi viện của quân Nhật từ nội địa Trung Quốc. Nhìn tổng quan thì ý đồ chính của kế hoạch là tấn công đồng loạt trên toàn mặt trận để ghim giữ đối phương tại chỗ, sử dụng tốc độ vận động để cô lập, bao vây, trẻ nhỏ và gây tê liệt toàn cục, từ đó triệt để tiêu diệt đạo quân Quan Đông và làm chủ toàn bộ Mãn Châu. Toàn bộ bài toán về bố phòng quân Nhật đã được Vasilevsky nhanh chóng giải quyết, tạo tiền đề lớn cho chiến dịch bắt đầu. Cuộc đổ bộ của Hồng quân. Chỉ 2 ngày sau khi Nhật Bản được Mỹ tặng cho một quả bom nguyên tử xuống Hiroshima, Bộ Ngoại giao Liên Xô đã trao cho Đại sứ Nhật Bản tại Moscow bản tuyên bố đơn phương chấm dứt hiệu lực của Hiệp ước Trung lập Xô-Nhật. Đi kèm với tuyên bố, Bộ Ngoại giao Liên Xô còn tặng kèm chính phủ Nhật Bản một lời tuyên chiến. Theo đó, đúng 0 giờ ngày 9 tháng 8 năm 1945, Liên Xô đặt mình vào tình trạng có thể xảy ra chiến tranh với Nhật Bản bất cứ khi nào, và những lãnh đạo của Liên Xô không biết nói đùa. Đồng hồ vừa điểm 0 giờ ngày 9 tháng 8 năm 1945, Liên Xô đã lập tức thực hiện các hoạt động quân sự tại Mãn Châu. 76 máy bay ném bom IL-4 nhanh chóng thâm nhập vào nội địa Mãn Châu và tập kích các mục tiêu quân sự, hậu cần tại Cát Nhĩ Tân và Trường Xuân. Cùng lúc đó, các máy bay của hạm đội Thái Bình Dương cũng bắt đầu cuộc tập kích ở miền Bắc Triều Tiên. Chiến dịch Mãn Châu chính thức bắt đầu. Mãi tới 5 giờ 30 phút sáng cùng ngày thì thông tin về cuộc tập kích bất ngờ của Liên Xô mới đến được đại bản doanh quân Nhật. Đòn tấn công bất ngờ này thực sự làm cho đầu não của đế quốc Nhật Bản dao động dữ dội, vì trước đó họ nghĩ rằng Liên Xô sẽ không bao giờ chiến đấu với mình. Thậm chí nhiều nhà cầm quân còn sống sót khi hồi tưởng lại, nhận định rằng đòn tấn công vào Mãn Châu của Liên Xô làm cho Nhật Bản choáng váng gấp vạn lần khi bị Mỹ ném bom nguyên tử xuống Hiroshima. Nhật Bản không có được kế hoạch phòng bị từ trước nên tỏ ra vô cùng lúng túng. Cộng với việc tuyên bố phòng rách nát tại Mãn Châu đã bị quân đội Liên Xô giã nhuyễn thành tương, khiến cho thế trận lại càng đi vào bế tắc. Cực chẳng đã, đại bản doanh ban hành quân lệnh số 1734 hướng dẫn đạo quân Quan Đông thực hiện các biện pháp đối phó. Trong khi người Nhật vẫn còn chưa hết choáng váng về thông tin bị tập kích, thì Liên Xô đã hành hạ quân Nhật tại Mãn Châu giả bã. Do địa hình Mãn Châu rộng và có chiều sâu nên lực lượng không quân được quân đội Liên Xô bố trí phải thực hiện các cuộc tập kích nhỏ lẻ, cũng như thông tin liên lạc đôi lúc bị ngắt quãng do địa hình quá rộng. Nhưng do sức kháng cự của quân Nhật gần như bằng không nên họ nhanh chóng làm chủ toàn bộ thế trận. Trên trời là những câu chuyện của những con chim sắt của Liên Xô, thì dưới đất, bộ binh và các binh chủng tăng thiết giáp của Hồng quân cũng rầm rập tiến lên, đánh cho quân Nhật không kịp thở. Ở cực bắc của mặt trận, tập đoàn quân số 36 được lệnh hành quân áp sát biên giới Mãn Châu, sau đó thực hiện các đòn vu hồi đánh thẳng vào tuyến bố phòng của quân Nhật. Quân Nhật trong các khu vực đồn trú thua to, bỏ chạy tán loạn, biến thành bia di động cho pháo binh Liên Xô tập bắn. Tiếp sau đó, các sư đoàn tiên phong của Liên Xô liên tiếp chiếm cầu vượt sông, cắt đường rút lui của các đơn vị quân Nhật giữ biên giới. Mục tiêu là phải chiếm bằng được tuyến biên giới trước khi trời tối. Bộ binh và tăng thiết giáp của Liên Xô băng băng tiến lên, đánh mạnh vào các khu vực đồn trú của quân Nhật. Tưởng chừng như đây sẽ là một cuộc chiến dễ dàng với Liên Xô, thế nhưng sự thực thì hoàn toàn ngược lại. Những công sự của người Nhật vẫn là một thứ gì đó quá khó để công phá. Từ trong những cứ điểm, người Nhật liên tiếp xả súng để đẩy lui quân Liên Xô. Sau khi bị quân Nhật đánh bật khỏi trận địa, những chỉ huy của Liên Xô quyết không để cho quân Nhật tiếp tục lộng hành. Họ thực hiện một chiến dịch cô lập, rồi sau đó lần lượt tiêu diệt từng cứ điểm nhỏ lẻ. Chiến thuật này lập tức phát huy hiệu quả. Quân Nhật bị chia cắt và cô lập, thông tin bị cắt đứt hoàn toàn,
đã bị Hồng quân đánh thua tan tác. Kết hợp với việc tuyến đường rút chạy của quân Nhật tại Chát Lan Đồn đã bị quân Liên Xô chiếm đóng, khiến quân Nhật tại phía bắc Mãn Châu không còn đường để lui. Tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng đành phải buông súng đầu hàng. Chiến dịch đánh úp và làm chủ miền bắc Mãn Châu của quân Liên Xô thành công rực rỡ. Cuồng phong trên Đại Hưng An Lĩnh. Trên hướng mũi tiến công chính diện phía tây, mũi tấn công do tập đoàn xe tăng cận vệ số 6 làm tiên phong rầm rập tiến quân, chẳng mấy chốc đã tới sườn tây của Đại Hưng An Lĩnh. Các đoàn xe tăng của Liên Xô ngày đêm băng băng lội suối vượt đèo, đạp bằng mọi khó khăn thử thách để vượt qua Đại Hưng An Lĩnh. Rất nhanh chóng đã chiếm được Lỗ Bắc và Đầu Tuyền, khu vực phía nam Đại Hưng An Lĩnh ngày nay. Tuy nhiên, vấn đề đã lập tức xảy ra với các quân đoàn của xe tăng Liên Xô khi nhiều ngày hành quân vượt đèo đã khiến xe tăng tiêu tốn nhiên liệu gấp thành nhiều lần như dự tính trước đó, khiến cho tốc độ hành quân bị giảm đáng kể. Để khắc phục vấn đề, Tư lệnh Phương Diện Quân Jabai Khan đã điều động 400 chiếc máy bay vận tải tiếp liệu. Được tiếp nhiên liệu, đoàn xe tăng của Liên Xô đã lập tức làm chủ được Thao Nam và Thông Liêu, hai thành phố thuộc khu tự trị Nội Mông ngày nay, khi mà sức chống cự của quân Nhật gần như là không đáng kể. Tiếp đà chiến thắng, các sư đoàn xe tăng và bộ binh liên tục công phá các căn cứ quân sự của người Nhật ở phía đông. Đứng trước cơn cuồng phong được tạo ra bởi xe tăng và đạn pháo thổi xuống từ Đại Hưng An Lĩnh, người Nhật không biết làm gì mà chỉ còn cách chịu trận. Chỉ một thời gian ngắn sau đó, Hồng quân đã đánh một mạch từ nội địa ra biển Bột Hải, tạo ra một mạng lưới bố phòng và tiến công dày đặc, bao gồm cả không quân, bộ binh, tăng thiết giáp và cả hải quân. Song song với việc đánh thông ra Bột Hải, một lực lượng lớn cũng được lệnh của nguyên soái Vasilevsky từ trong Nội Mông đánh vào Mãn Châu từ hướng tây nam. Băng qua những sa mạc khô nóng, các tập đoàn quân được điều động đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chẳng mấy chốc đã đánh thẳng tới Sơn Hải Quan thuộc tỉnh Hà Bắc ngày nay, rồi từ đó xông thẳng ra bán đảo Liêu Đông. Về sau, trên hướng tấn công tây nam này nhận được nhiệm vụ tiếp theo chính là đánh thọc vào sườn quân Nhật bố phòng Mãn Châu để tạo tiền đề cho các đơn vị quân chủ lực tiến lên. Mặt khác, những đơn vị này cũng phải hỗ trợ cho cụm kỵ binh cơ giới hóa Liên Xô khóa chặt Trường Gia Khẩu, nơi án ngữ con đường tiếp vận từ nội địa Trung Quốc cho Mãn Châu, chặn đứng tham vọng đưa quân từ nội địa ra tiếp viện của quân Nhật. Hướng tiến công tây nam này có thể coi là hướng tiến công thành công nhất của Liên Xô, khi chỉ 2 ngày kịch chiến, quân Nhật trên hướng này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Trường Gia Khẩu bị khóa chặt tới nỗi không một con ruồi nào có thể lọt qua. Thậm chí, sau khi chiến dịch Mãn Châu kết thúc, cụm kỵ binh cơ giới hóa của Liên Xô hùng hổ vượt Vạn Lý Trường Thành, hội quân với bát lộ quân của Đảng Cộng sản Trung Quốc và tiến về Bắc Kinh. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về những đấu pháp được Bộ Chỉ huy Quân đội Liên Xô đưa ra để giải quyết tuyến bố phòng của người Nhật, cũng như thế trận vũ bão được tạo ra ngay từ khi chiến dịch Mãn Châu vừa mới bắt đầu. Hãy cùng chờ đón video tiếp theo để tiếp tục theo dõi những diễn biến nảy lửa khác cùng Battle Cry nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Battle Cry khám phá thế giới. Trong video kia trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cách mà Liên Xô đã giải mã tuyến bố phòng của Nhật Bản, cũng như sự bắt đầu của chiến dịch công phá Mãn Châu. Bằng những miếng đòn chớp nhoáng, huy động quân đội trên mọi phương diện và tấn công trên khắp các mặt trận, những chiến sĩ Hồng quân đã khiến quân Nhật thực sự choáng váng. Nhưng cuộc chơi mới chỉ bắt đầu, liệu những người lính Liên Xô có thể tiếp tục duy trì cơn cuồng phong của mình? Hay người Nhật sẽ lật ngược tình thế với nòng cốt là đạo quân Quan Đông? Hãy cùng Battle Cry tìm hiểu câu trả lời trong video ngày hôm nay nhé! Cuộc tấn công từ phía đông. Trái ngược hoàn toàn với hướng tiến công từ phía tây, nơi có núi cao và rừng rậm nên rất khó tấn công. Nhưng cũng chính vì lẽ đó mà quân Nhật bố phòng không nhiều, do họ nghĩ rằng có thể tận dụng được yếu tố tự nhiên để phòng thủ. Thì ở phía đông, nơi mà địa thế được coi là tuyệt vời để hành quân và dàn trận, thì quân Nhật lại được bố phòng rất nhiều. Địa thế ngắn nên mật độ phòng ngự tương đối cao là lý do đầu tiên. Lý do thứ hai, như đã nói ở trên, khu vực này vô cùng thích hợp để hành quân, nên chẳng có lý do gì mà Nhật Bản không chiếm lấy hướng này, bịt chặt mọi nỗ lực hành quân vào Mãn Châu từ phía đông của Liên Xô. Chính vì lẽ đó, hướng đông Mãn Châu được coi là tấm lá chắn vững chãi nhất được Nhật Bản xây dựng. Sức mạnh của đạo quân Quan Đông cũng chủ yếu tập trung trên hướng này. Khi mà tuyến bố phòng dọc biên giới Mãn Châu, Mông Cổ ở phía tây được bố phòng như kiểu cho có,
và nhanh chóng bị Liên Xô giã nát như tương. Thì ở phía đông, tuyến phòng thủ của quân Nhật khác biệt rất nhiều, không còn là những cụm đề kháng rải rác dọc biên giới, mà thay vào đó là một mạng lưới phòng thủ dày đặc do chính quân Quan Đông lãnh đạo. Nhận nhiệm vụ vừa bảo vệ Mã Châu từ phía đông, vừa bảo vệ một khu vực có chiều sâu từ 60 đến 80 km vào trong nội địa. Đứng trước thử thách to lớn do tuyến bố phòng của người Nhật gây ra, những nhà cầm quân của Liên Xô đã cố gắng đưa ra một kế hoạch vẹn toàn nhất có thể. Nhiệm vụ lần này được giao cho phương diện quân Viễn Đông 1. Phương diện quân này có trách nhiệm cô lập và tiêu diệt các cụm đề kháng, nhanh chóng thọc sâu tấn công và truy kích tích cực để chủ lực đối phương không kịp vững chân ở các vị trí trung gian. Hướng tiến quân chủ yếu của Liên Xô sẽ chia làm hai. Một hướng sẽ tấn công trực diện Tuy Phân Hà, nơi có 3 cụm đề kháng mạnh, án ngữ tuyến đường sắt Vladivostok và Mẫu Đơn Giang, tạo tiền đề cho tiếp vận và hậu cần của Liên Xô. Hướng thứ hai được lệnh tấn công cụm đề kháng Hổ Đầu và Mật Sơn để bước đầu hạ gục quân Nhật. Cuộc chiến tại phía đông Mã Châu chính thức bắt đầu. Trong đêm mưa gió ngày 9 tháng 8 năm 1945, kế hoạch của Liên Xô chính thức được triển khai. Khi mà 76 máy bay đang tấn công Mã Châu từ phía tây, thì những đạo quân tiên phong của Liên Xô cũng lặng lẽ tấn công từ phía đông. Hiệu lệnh tấn công vừa được phát đi thì quân Liên Xô đã nhanh chóng chiếm được cứ điểm cao nhất trong tuyến bố phòng của người Nhật. Hạ gục được quân Nhật trong cứ điểm này, Hồng quân nhanh chóng làm chủ cây cầu bắc qua sông Tùng Á Sát, một con sông sát biên giới Nga và Trung Quốc ngày nay, tạo một tiền đề hoàn hảo để các sư đoàn bộ binh và tăng thiết giáp vượt qua sông, tràn vào lãnh thổ của Mã Châu. Pháo binh và không quân Liên Xô liên tiếp bắn phá các cụm đề kháng ở Hồ Đầu và sông Ô Tô Lý. Ở chính diện hướng tiến công, nơi mà quân Nhật phòng thủ dẻo dai nhất do có quân số vô cùng đông đảo. Đối đầu với bài toán này, quân đội Liên Xô đã sử dụng xe tăng làm quân tiên phong kết hợp cùng với không quân để đẩy lùi toàn bộ nỗ lực phòng thủ của quân Nhật. Các cứ điểm dọc biên giới hầu hết bị chiếm ngay trong đêm. Đến 8 giờ 30 phút sáng, quân Liên Xô bắt đầu thâm nhập sâu hơn, sử dụng chiến thuật đánh tập trung vào các vị trí nhất định, rồi từ đó chia cắt và cô lập, thành công tiêu diệt phần lớn các sư đoàn phòng thủ của Nhật. Đến 15 giờ cùng ngày, quân Liên Xô đã thành công khoét một lỗ sâu tới 10 km vào trong nội địa Mã Châu. Tuyến phòng thủ được đạo quân Quan Đông tạo ra bị hư hại nghiêm trọng. Chưa dừng lại ở đó, những cuộc tấn công bằng chiến thuật đánh tiêu hao trên khắp tuyến bố phòng cũng khiến nó trở nên rách nát và có thể bị phá hủy bất cứ khi nào. Cuộc tấn công tiếp tục được triển khai theo hướng Đông Nam, đánh thẳng ra sông Đổ Môn, từ đó làm chủ tuyến đường sắt Đông Ninh - Đổ Môn, cắt đứt chi viện của quân Nhật cho Mãn Châu. Thế trận lúc này đã an bài. Tất cả các lực lượng dự bị chưa được dùng trước đó của quân Liên Xô được lệnh tung vào mặt trận, tiếp tục cuộc công phá Mãn Châu từ 4 phương 8 hướng. Chưa đầy 24 tiếng sau đó, một dải biên giới phía đông đã bị quân Liên Xô công phá. Người Nhật buộc phải lùi sâu vào trong nội địa để tổ chức phòng thủ. Cũng trong ngày 10 tháng 8 hôm đó, Nhật Hoàng đã tổ chức một cuộc họp hội đồng chiến tranh tối cao để phân tích về tình hình chiến sự tại Mãn Châu. Hội nghị diễn ra trong sự chán trường của các nhà lãnh đạo do thông tin Liên Xô đổ bộ lên Mã Châu thực sự đã giáng một cú sốc vào họ. Cuối cùng, Nhật Hoàng đã quyết định phát đi công điện gửi cho quân đồng minh để ngỏ ý đầu hàng và cũng là để bảo vệ nước Nhật. Và cũng chỉ 2 ngày sau, tuyến phòng thủ được người Nhật dày công xây dựng đã bị đục thủng hoàn toàn. Quân Nhật đại bại trong khi lực lượng khổng lồ của Liên Xô đang băng băng tiến vào Mã Châu. Cuộc tấn công Mẫu Đơn Giang, Uông Thanh, Đổ Môn. Sang tới ngày 11 tháng 8, các đơn vị của Liên Xô đã thọc sâu vào trong nội địa Mã Châu. Những chiến sĩ Hồng quân đi tới đâu giành chiến thắng tới đó, quân Nhật liên tiếp bị đả bại cùng với tốc độ hành quân nhanh chóng. Chẳng mấy chốc, Liên Xô đã áp sát bờ sông Mục Lăng, một nhánh của Mẫu Đơn Giang, chuẩn bị công phá các cứ điểm ở đây, mở đầu cho chiến dịch Mẫu Đơn Giang. Chiều ngày hôm đó, chiến dịch phân định quyền làm chủ Mẫu Đơn Giang chính thức bắt đầu. Các sư đội của Liên Xô ầm ầm lao lên, tràn vào quân Nhật như nước vỡ bờ. Bên kia chiến tuyến, người Nhật cũng nỗ lực tổ chức phòng thủ và có những thời điểm họ đã đánh bật được quân Liên Xô ra khỏi chiến tuyến. Cuộc chiến diễn ra vô cùng căng thẳng trong 24 giờ tiếp theo, khi mà thế trận giằng co được cả hai bên thiết lập. Mãi cho tới tối ngày hôm sau, một mũi tiến công bằng pháo kích của Liên Xô đã bất ngờ công phá được một hành lang tiến công rộng tới 4 km. Trên cơ sở đó, Hồng quân nhanh chóng áp sát Mẫu Đơn Giang trên chính diện với khoảng cách từ 12 tới 13 km, có được lợi thế rõ ràng ở chính diện mặt trận. Liên Xô lập tức huy động hai cánh cùng tiến lên, hợp thành một mũi tấn công duy nhất.
lần lượt xuyên thủng từng lớp phòng ngự được quân Nhật thiết lập. Tuyến đường sắt Lâm Khẩu, Mẫu Đơn Giang nhanh chóng bị chiếm. Hàng loạt ngọn đồi ở khu vực này cũng được Hồng quân tiếp quản. Toàn bộ nguồn tăng viện hậu cần và tuyến phòng thủ của người Nhật đều bị Liên Xô triệt để khống chế. Chỉ sau 5 ngày tấn công, toàn bộ khu vực Mẫu Đơn Giang đã nằm trong sự kiểm soát của Liên Xô. Mục tiêu tiếp theo được nhắm tới chính là Uông Thanh và Đồ Môn. Sau khi có được lợi thế lớn tại khu vực Mẫu Đơn Giang, Liên Xô xua quân dọc theo con sông này tiến lên phía bắc tấn công Uông Thanh và Đồ Môn. Các sư đoàn tăng thiết giáp nhanh chóng tiến quân và chiến sự liên tiếp nổ ra. Giữa lúc hai bên đang bất phân thắng bại thì một sự kiện đã xảy ra, không chỉ ảnh hưởng tới cuộc chiến tại Uông Thanh, Đồ Môn mà còn ảnh hưởng tới toàn bộ chiến dịch và lịch sử Nhật Bản. Đó là đạo quân Quan Đông bất ngờ buông súng đầu hàng. Ngày 15 tháng 8, sau khi lời của Thiên Hoàng được phát trên đài phát thanh Tokyo, sáng sớm cùng ngày, Đại tướng Korechika Anami, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh, mổ bụng tự sát. Thiếu một người ra quyết định, nên ngày 15 tháng 8, Đại bản danh quân Nhật ban hành quân lệnh số 1381 yêu cầu tiếp tục nhiệm vụ nhưng ngưng tấn công chờ mệnh lệnh kế tiếp. Có phải các bạn cũng đang thắc mắc rằng thông cáo này có ý nghĩa gì hay không? Và sao không phải là đầu hàng hoặc đánh cho dễ hiểu mà lại thông báo lỏng ngoảnh như vậy? Và Bộ Tư lệnh Đạo quân Quan Đông cũng gặp tình trạng như vậy. Họ hoàn toàn không hiểu Nhật Hoàng đang muốn họ làm cái gì. Cuối cùng thì họ đã tự diễn dịch thông cáo của Nhật Hoàng và đưa ra một thông cáo ngắn gọn. Theo lệnh Thiên Hoàng, các đơn vị đình chỉ các hoạt động chiến đấu. Ngày hôm sau, Đại tướng Yamada Otozo gửi một bức điện tới Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Liên Xô tại Viễn Đông yêu cầu ngừng bắn. Nhưng Nguyên soái Vasilevsky từ chối, yêu cầu phải có mệnh lệnh đầu hàng dứt khoát cho mọi đơn vị thuộc cấp. Cuộc tấn công Uông Thanh và Đồ Môn vẫn được tiếp tục như thường lệ. Nhưng lúc này, lợi thế đã hoàn toàn thuộc về Liên Xô. Liên tiếp đả bại quân Nhật diệu dã, Liên Xô đã làm chủ được Đại Hưng Khẩu, nút giao thông quan trọng ở phía bắc Uông Thanh, từ đó hoàn toàn chia cắt quân Nhật tại khu vực này. Trong cùng chiều ngày hôm đó, Uông Thanh đã bị Liên Xô chiếm đóng. Tiếp đà chiến thắng, ngay sáng sớm ngày hôm sau, các sư đoàn cơ giới của Liên Xô đã nhận được lệnh tiếp tục công phá Đồ Môn và Diên Cát. Quân đội Liên Xô xông lên bằng 3 mũi tiến công và khiến quân Nhật không kịp trở tay. Toàn bộ một dải rộng lớn ở phía đông Mãn Châu trải dọc theo Mẫu Đơn Giang và Uông Thanh, Đồ Môn, Diên Cát nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Chiến sự tại mặt trận phía đông đại thắng. Cuộc tiến công Giai Mộc Tư, Hắc Hà. Nhằm tạo ra một cuộc tấn công toàn diện, Bộ Tham mưu Hồng quân cũng tổ chức một cuộc tấn công Mãn Châu từ hướng đông bắc và mục tiêu quan trọng nhất là Giai Mộc Tư và Hắc Hà. Mặc dù đây là hướng tấn công thứ yếu, nhưng quân Liên Xô lại phải chiến đấu trên địa hình tương đối phức tạp, vừa có sông, địa hình lầy lội, lẫn núi cao, dãy Tiểu Hưng An. Các trận đánh ở đây lại là những trận đánh khó khăn nhất trong cả chiến dịch mở đầu cho cuộc công phá trên hướng đông bắc. Các đơn vị của Liên Xô được lệnh kiểm soát chặt hai cửa sông Tùng Hoa và Ô Tô Lý, từ đó có thể dễ dàng giúp sức cho bộ binh vượt sông. Có được sự hậu thuẫn tuyệt vời đó, các sư đoàn tăng thiết giáp và bộ binh của Liên Xô nhanh chóng vượt sông nhằm thẳng Giai Mộc Tư. Mặc dù mũi tiến công chủ lực đã bắt đầu hành quân đến Giai Mộc Tư, nhưng các bộ phận quân dự bị cũng như mũi tiến công từ hai bên cánh lại chưa thể theo kịp do bị sư đoàn 134 chặn lại. Tuy nhiên, đó không phải là một bài toán khó giải quyết với quân đội Liên Xô đã được chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Các sư đoàn này sau giai đoạn đầu bị choáng bởi sự kiên cố trong tuyến bố phòng của người Nhật đã nhanh chóng tận dụng ưu thế tuyệt đối về cơ giới hóa và quân số để nhanh chóng tạo ra sự khác biệt. Toàn bộ tuyến phòng thủ của người Nhật bị đẩy lui về Giai Mộc Tư. Quân dự bị và quân hai cánh của Liên Xô cũng theo đó mà tràn lên hợp với mũi tiến công chủ lực chuẩn bị cho cuộc công phá cuối cùng. Sau khi đã hội quân đầy đủ, các đơn vị của Liên Xô nhanh chóng đổ bộ vào Giai Mộc Tư. Họ sử dụng một phương diện quân tiên phong đánh thọc sâu vào cụm cứ điểm này từ phía bắc và khoét một lỗ sâu vào đó. Nhận thấy quân tiên phong đã hoàn thành nhiệm vụ, quân Liên Xô từ chính diện phía đông Giai Mộc Tư cũng bắt đầu cuộc tấn công. Hồng quân từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào khiến quân Nhật lúng túng vô cùng. Cuộc chiến diễn ra trong một thời gian rất ngắn, quân Nhật nhanh chóng thất thủ, Giai Mộc Tư nằm hoàn toàn dưới sự kiểm soát của Liên Xô. Song song với mũi tiến công Giai Mộc Tư, một mũi tiến công khác cũng được triển khai với mục tiêu được nhắm đến là Hắc Hà. Tuy nhiên, do một vài lý do, mũi tiến công này đã xuất kích chậm hơn cuộc tấn công vào Giai Mộc Tư 2 ngày. Khi mà cuộc tấn công Giai Mộc Tư đã bước vào giai đoạn căng thẳng,
thì những chiến sĩ Hồng quân mới ầm ầm tấn công thượng lưu sông Hắc Long Giang tại khu vực Blagoveshchem, ngày nay thuộc nước Nga. Dưới sự hỗ trợ của pháo binh, mặc dù bị thiếu phương tiện chiến đấu đường thủy, nhưng những chiến sĩ Hồng quân vẫn khắc phục được những khó khăn này để đạt được những thành tựu ngay từ khi chiến dịch vừa bắt đầu. Họ nhanh chóng chiếm đóng và thiết lập một vòng vây siết chặt quân Nhật tại khu vực này. Vì đây là hướng phòng thủ quan trọng nên người Nhật cũng không dễ dàng mà buông xuôi. Họ điều động một lực lượng tới đây để giải vây. Các đơn vị Nhật Bản kháng cự kiên cường ở các cụm đề kháng và liên tục đột kích phá vây. Các đơn vị Liên Xô phải vừa giữ vững vòng vây, vừa dùng pháo lớn và máy bay bắn phá từng hỏa điểm. Trong 2 ngày tiếp theo, dù đã rất cố gắng, nhưng trước hỏa lực của Liên Xô, những người lính Nhật Bản cũng đành phải bó tay và buông súng đầu hàng. Chiến sự tại Mãn Châu thành công trên tất cả các mặt trận. Chiến dịch Mãn Châu chính thức thắng lợi vào ngày 19 tháng 8 năm 1945 và khép lại 10 ngày huy hoàng trong lịch sử quốc phòng của Liên Xô. Từ ngày 19 trở đi, đạo quân Quan Đông cũng xác nhận đầu hàng vô điều kiện. Các toán lính lần lượt ra trình diện và bị bắt nhằm đẩy nhanh quá trình đầu hàng của đạo quân Quan Đông, bảo vệ các tài sản, công trình có giá trị. Bộ Tổng tư lệnh quân đội Liên Xô tại Viễn Đông quyết định sử dụng các đội đổ bộ đường không chiếm giữ các mục tiêu quan trọng tại Cáp Nhĩ Tân, Thẩm Dương, Trường Xuân, Cát Lâm, Đại Liên, Cảng Lữ Thuận và Bình Nhưỡng. Chỉ huy các đội đổ bộ cũng được ủy quyền đàm phán sơ bộ về cách đầu hàng của quân đội Nhật Bản tại từng thành phố, tập hợp tình hình và báo cáo để hội đồng quân sự các phương diện quân quyết định. Tiếp đà chiến thắng đó, Liên Xô đã thành công làm chủ Sakhalin và quần đảo Kuril. Sự thất bại của Mãn Châu đồng nghĩa với việc Nhật Bản đã thất bại hoàn toàn trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai. Mãn Châu Quốc cũng theo đó mà sụp đổ. Toàn bộ quân Nhật Bản ra hàng ở Mãn Châu gồm có 148 viên tướng, 594.000 sĩ quan và binh lính. Quân đội Liên Xô thu giữ 861 máy bay, 372 xe tăng, 1.434 khẩu pháo, 379 đầu máy xe lửa, 9.129 xe quân sự, rất nhiều kho tàng lương thực, thực phẩm, thiết bị quân sự và quân nhu các loại. Một số lượng lớn lãnh thổ nước Nga bị mất trong chiến tranh Nga-Nhật cũng được trao trả lại cho Liên Xô. Một phần số vũ khí, phương tiện chiến tranh mà Liên Xô sử dụng trong chiến dịch Mãn Châu cùng với số chiến lợi phẩm tịch thu được của đạo quân Quan Đông đã được giữ lại cho quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, gồm 3.700 khẩu pháo và súng cối, 600 xe tăng, 861 máy bay, 1.200 súng máy cộng đồng và gần 680 kho tàng quân sự các loại, khiến cho sức mạnh của quân giải phóng Trung Quốc sau chiến dịch này tăng lên đáng kể. Nhật Bản sụp đổ đã ảnh hưởng rất lớn tới phong trào độc lập châu Á. Có thể nói rằng Liên Xô đã gián tiếp tạo ra rất nhiều các quốc gia độc lập và cũng chính Liên Xô đã tạo tiền đề để họ đánh bại Nhật Bản, giành lại chính quyền. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về kỳ công 10 ngày làm chủ Mãn Châu của quân đội Liên Xô cũng như sự sụp đổ của đạo quân Quan Đông, niềm tự hào của nước Nhật. Các bạn có suy nghĩ gì về trận chiến này? Hãy để lại ý kiến của Battlecry bàn luận trong video nhé! Cảm nghĩ của bạn sau khi xem xong video này là gì? Hãy để lại comment ở phần bình luận bên dưới nhé! Hãy subscribe để theo dõi các video khác trên kênh mình nhé! Tương tác thêm với chúng mình trên Facebook tại fanpage Battlecry khám phá thế giới nhé! Link của page mình có để ở phần mô tả và top comment bên dưới nhé! Ngoài ra, nếu bạn thích thú với những câu chuyện về thế giới kinh doanh, hãy ghé Battlecry Thương Trường Ký Chuyện, nơi có những câu chuyện về thế giới kinh doanh cực kỳ thú vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!